Vâng, kính chào các quý anh em nhé. Hôm nay có anh khách bảo mình là làm review giới thiệu chi tiết lại cây Zippo chủ đề cha mẹ anh em ạ. Đấy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu lại cho anh em xem nhé. Hôm nay mình sẽ quay chi tiết, sắc nét và rõ ràng các bộ phận cho anh em xem. Thì đây còn chính đây là website của mình nhé, zipman.vn nhé. Anh em muốn xem nhiều màu khác thì cứ link đấy xem. Ok. Cái Zippo này thì được đựng trong cái hộp vẫn là hộp phổ thông thôi. Còn giấy thì nó vẫn như thế này. Mẫu này thì mình đã từng phân phối năm 2019 đến bây giờ. Và đến bây giờ là năm 2021 rồi. Thì nó bán vẫn còn khá là chạy. Cái mẫu này đợt mình nhập về là luôn luôn trong tình trạng cháy hàng anh em ạ. Tại vì nó rất là đẹp. Cái này có chất liệu là bằng đồng nguyên khối anh em nhé. Đồng nguyên khối sau đấy được đánh nhám mặt trước mặt sau và khắc này là khắc chìm khắc CNC anh em nhé, khắc bằng mũi khoan CNC, chủ đề là cha và mẹ. Mẫu này thì mình bán rất là nhiều, bán cả hàng nghìn cái. Ngày xưa mình bán chủ yếu là bán trên Facebook thôi, chứ trên YouTube thì mình ngày xưa mình cũng chưa bán cơ. Thì trên đây có chữ cha bên trên và chữ mẹ bên dưới anh em nhé. Dưới đấy là đôi câu thơ thương cha xuôi ngược giữa dòng. Đây mình sẽ xoay chi tiết cho anh em xem nhé. Thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu vất vả gánh gồng nuôi con. Đây, trên đây là cái dòng sông, có cái con thuyền nhỏ. Dưới đây là có những cái ngôi nhà thôi. Nói chung là bức tranh khá là đẹp. Cảnh bụng nó thì còn rất là mới anh em nhé, mới bóng. Thực ra cái này là nó là mới nguyên anh em ạ. Ý là mình là cái này rất là bóng này. Còn mặt sau thì nó nhám. Nó đánh nhám để chống bám vân tay anh em nhé. Nhám trơn không có họa tiết hoa văn gì. Đây. Một màu vàng rất là óng anh em ạ. Thì như anh em chơi Zippo, dòng Zippo đồng thì anh em biết là khi mình chơi một thời gian thì nó sẽ ngã sang màu vàng nước chè anh em nhé. Ngã sang màu vàng nước chè rồi anh em lấy cái cana đánh bóng là nó sáng lại thôi. Bán lề thì 5 chấu. Đây. 5 chấu đều tròn. Cầm xăng thì tầm khoảng 5 đến 7 hôm gì đấy. Trên như thế này. Cái này có một đáy lồi sản xuất năm 2020. Những nét chữ rất là sắc sảo anh em nhé. Cái này thì shop mình bán ra là bảo hành trọn đời anh em ạ. Anh em dùng mà có hỏng hóc gãy lưỡi gà gì thì mình bảo hành cho anh em sửa chữa, mà nếu mà gãy lưỡi gà thì sửa chữa không mất tiền anh em nhé. Anh em mà đi sửa chỗ khác thì mất 150, 120 gì đấy. Tiếng kêu đây anh em ạ. Tiếng kêu cũng khá là hay. Tiếng kêu khá hay đấy. Nắp bên trong thì vàng óng, hình chất đồng rất là sáng anh em nhé. Đấy. Buồng đốt thì cũng rất là óng luôn. Tim, sợi tim thì đây anh em ạ. Nó có một sợi chỉ màu vàng quấn quanh đây anh em nhé. Cùng với đó là những cái dây đồng. Đây, mình coi rất là sắc nét cho anh em xem. Thì mình cứ hay nói với anh em là khi anh em mua Zippo thì mua online, đặc biệt là mua online anh em bảo là cái người bán này quay cho anh em cái cổ đá này, cái cổ đá là cái này anh em nhé. Nếu nó mà cao tròn đều thì anh em mới xem tiếp đến cái phần bánh xe đây anh em nhé. Bánh xe này phải cắt xéo sâu hình quả chám đấy, cái bánh xe là dễ nhận dạng thật giá nhất. Ngoài ra thì hàng thật thì nó cái này gọi là cái búa này, búa thì cái chất thép nó mịn anh em ạ. Chứ còn cái hàng fake thì nó lồi lõm lắm. Cái này vỏ với ruột nó sẽ trùng năm 20 anh em nhé. Còn cái tháng là thường là không trùng đâu. Không quan trọng. Đây. Bông thay xăng. Bơm xăng vào đây. Cái này cũng bằng đồng này anh em, xoắn là để thay đá thôi. Rất là đơn giản. Hiện tại thì mẫu này shop cũng đang phân phối với giá, ngày xưa mình phân phối với giá là 690.000 anh em nhé. Bây giờ giá có tăng nhưng mà mình vẫn cứ giữ giá anh em ạ. Chỉ 690.000 thôi. Em lấy thì alo cho mình gửi tặng thêm cho anh em một ví đá anh em dùng tầm khoảng nửa năm nữa.
Cái này rất là cứng cáp anh em nhé, cứng cáp chắc chắn, cái này rất là kín luôn. Đây, rất là cứng, không có dừa lắc gì hết ạ. Anh em mua hàng của shop thì yên tâm nhé, không có dừa lắc. Nó có dừa thì cũng một chút thôi, để cho nó kêu thôi. Ok, mẫu CNC màu vàng rất là đẹp, chủ đề cha mẹ. Anh em muốn mua thì nhanh tay alo cho mình nhé. Còn anh em muốn xem nhiều mẫu khác thì cứ link website. Với anh em nào mà muốn xem nhiều mẫu, ví dụ mình lên những cái mẫu mà cổ xưa ấy, thì anh em cứ đăng ký kênh nhé và ấn vào hình quả chuông ấy. Lần sau mình lên thì anh em sẽ là người xem đầu tiên và anh em có khả năng là mua được đầu tiên anh em nhé. Tại vì những cái đấy chỉ có một cây duy nhất thôi. Vâng, kính chào anh em ạ.